Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 11 trong chương trình học Hán Nôm mỗi ngày một bài. Nội dung bài số 11 như sau: Thập nhất, Tạc nhật, Kim nhật, Minh nhật, Miên y, Giáp y, Đơn y. Chúng ta sang đến phần từ vựng. Chữ 613 là chữ phiệt. Chữ phiệt là một lét phẩy. Nó cũng là một bộ thủ trong chữ Hán. Chữ 614 là chữ xạ. Chữ xạ có chữ nhân ở trên, lét sổ ở dưới và có chữ nhị ở trên bên phải ở dưới. Ý của chữ là con người sống trong khoảng trời đất, chợt xuất hiện rồi lại chợt biến mất đi. Kim nhân, xạ kiến, nhụ tử có nghĩa là hôm nay chợt thấy một cái đứa bé. Dâm vũ, xạ tỉnh. Dâm này chính là từ mưa dầm. Ở dưới có chữ dâm, trên có chữ vũ, chỉ là mưa dầm. Dâm vũ là mưa dầm. Xạ tỉnh, tỉnh này có nghĩa là ý trời, chỉ trời trong xanh. Dâm vũ, xạ tỉnh có nghĩa là mưa dầm vừa mới tạnh. Chữ 615 là chữ tạp. Chữ tạp bên trái có chữ nhật, chỉ ý là một ngày. Có chữ xạ, chỉ rằng cái ngày mà đã biến mất rồi thì đó là ngày hôm qua. Chúng ta có từ tạc nhật có nghĩa là hôm qua, tạc dạ có nghĩa là đêm qua, tạc liên có nghĩa là năm trước, năm ngoái, tạc dĩ đảo kinh có nghĩa là hôm qua đã đến Bắc Kinh. Chữ kinh này chỉ Bắc Kinh. Chữ 616 là chữ miên. Chữ miên có chữ bạch bên phải, chỉ đây là vải lụa. Bên trái có chữ mộc để chỉ ý rằng đây là cây bông. Cây bông có quả dùng để làm vải sợi. Chúng ta có từ là thảo miên, là ý chỉ cái cây bông loại cỏ. Mộc miên là cái cây bông loại cây thân gỗ. Miên áo có nghĩa là cái áo bông. Miên bị là cái chăn bông. Miên bố là cái vải dệt bằng bông. Miên hoa là cây bông. Chữ 617 là chữ giáp. Chữ giáp ở giữa có chữ đại, ở hai bên trái phải có chữ nhân, ý chỉ rằng một người lớn đang bế lách hai đứa trẻ ở hai bên. Chữ giáp có nghĩa là ở hai bên. Chúng ta có từ là giáp y, có nghĩa là áo hai lớp, áo kép. Tả hữu giáp công có nghĩa là bên trái bên phải cả hai bên đều cùng tấn công, tức là đánh ép vào. Chữ 618 là chữ đơn. Chữ đơn trên có hai chữ khẩu, ý chỉ là hai người. Ở dưới có chữ thập là viết biến thể của chữ hữu, tức là bàn tay. Ở giữa có chữ điền, ý của chữ đơn là tờ giấy. Trên đó người ta dùng tay để viết những lời của hai người về một mảnh ruộng. Trong đó một người muốn bán cái mảnh ruộng và một người thì muốn mua mảnh ruộng. Đơn chính là tờ giấy, tờ lụa ngày xưa dùng để ghi chép lại những cái thỏa thuận mua bán ruộng đất. Chúng ta có từ là danh đơn, có nghĩa là danh sách. Truyền đơn, hình đơn, ảnh trích có nghĩa là lẻ loi một mình. Đơn thương thất mã có nghĩa là một mình một ngựa. Ta hay đọc là đơn thương độc mã. Đơn nhật là ngày lẻ. Đơn giản thì cái này chúng ta rõ rồi, giản dị. Đơn thuần, đơn điệu. Đơn y tức là áo đơn. Đơn khố là cái quần đơn. Bây giờ chúng ta sang đến phần giải nghĩa. Thập nhất là bài 11, tạc nhật là ngày hôm qua, kim nhật là ngày hôm nay, minh nhật là ngày mai, miên y có nghĩa là cái áo bông, giáp y là cái áo kép, đơn y là cái áo đơn. Nội dung bài hôm nay là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.